Dì Lê, chào mừng quý vị, các anh chị và các bạn đã đến với chương trình Global Magic Moment, khoảnh khắc diệu kỳ. Một chương trình được phát sóng vào lúc 5 giờ 45 phút hàng ngày. Và đây là một công cụ hữu hiệu để giúp cho chúng ta duy trì thái độ tích cực và thói quen của người thành đạt. Quý vị, các anh chị và các bạn thân mến, chúng tôi cùng các bạn vừa trải qua phần 1 và phần 2 của khoảnh khắc diệu kỳ. Chúng tôi tin rằng quý vị, các anh chị và các bạn đã có những trải nghiệm thật là thú vị trong chuyến hành trình nội tâm của mình. Và bây giờ, chúng ta cùng đến với phần 3 của khoảnh khắc diệu kỳ với chủ đề là sức mạnh của thái độ. Trong phần này, chúng ta cùng đề cập đến Thomas Jefferson 1743-1826, Tổng thống thứ 3 của Hoa Kỳ. Trong lịch sử, Hoa Kỳ cũng có những cái điều trùng hợp kỳ lạ là hai người soạn thảo ra tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ, đó là John Adams và Thomas Jefferson. Bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ được công bố ngày 4 tháng 7 năm 1776. Và hai người soạn thảo ra bản tuyên ngôn độc lập, họ đã cùng ra đi vào ngày 4 tháng 7 năm 1826. Tức là đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày tuyên bố bản tuyên ngôn độc lập. Ở Montecillo, gần Charlottesville, trên ngôi mộ trong vườn nhà của Thomas Jefferson, thấy có ghi dòng chữ: đây là nơi an nghỉ cuối cùng của Thomas Jefferson, tác giả của bản tuyên ngôn độc lập Mỹ, của đạo luật Virginia về tự do tín ngưỡng, là cha đẻ của trường đại học Virginia. Thomas Jefferson đã từng nói: không một quyền lực nào có thể ngăn cản được một người có thái độ tinh thần đúng đạt được mục đích của mình. Và cũng không gì trên đời có thể giúp cho một người có thái độ tinh thần không đúng đạt được thành công. Suy ngẫm về điều này, thái độ và suy nghĩ đúng dường như là điều kiện quyết định để một người thành công. Nếu thiếu vắng nó thì không có cách gì để có thể đạt được thành công. Vấn đề là thái độ đúng ở đây là gì? Thái độ đúng đó chính là thái độ tích cực, hướng thiện, xây dựng, chia sẻ và yêu thương. Hành động của chúng ta là tạo điều kiện tốt nhất để cập nhật, hình thành, dung dưỡng và phát triển thái độ tinh thần đúng. Vì không một quyền lực nào có thể ngăn cản được một người có thái độ tinh thần đúng đạt được mục đích của mình. Và không gì trên đời có thể giúp cho một người có thái độ tinh thần không đúng đạt được thành công. Và bây giờ, thay mặt cho những người làm chương trình, chúng tôi xin gửi tới quý vị, các anh chị và các bạn lời chúc cho một ngày mới an yên. Và chúng ta hãy tận dụng ngày nghỉ cuối tuần này với những điều tuyệt vời nhất bên người thân, bạn bè và gia đình. Một lần nữa, thay mặt cho những người thực hiện, chúng tôi xin gửi tới quý vị, các anh chị và các bạn lời cảm ơn chân thành nhất vì được có mặt trong chương trình Khoảnh khắc diệu kỳ. Và bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào buổi sáng tinh khôi của ngày mai. Xin chào.